Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Trọng Nghĩa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Kiều cũng lên thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm tạo ra một sân chơi bữa thứ thường lành mạnh vào mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần tại sân khấu Trọng Nghĩa, đường tỉnh lộ 915, ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh lại được sáng đèn để phục vụ toàn thể quý vị khán giả xa gần. Quý vị yêu thích chương trình đừng quên giới thiệu bạn bè người thân đến giao lưu và cùng trải nghiệm một sân chơi nghệ thuật lành mạnh. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nhằm giảm bớt đi sự mệt mỏi căng thẳng sau những ngày lao động vất vả, vào buổi tối là nơi để chúng ta cùng cảm xúc thăng hoa với nghệ thuật giải trí. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức có dàn dựng và ghi hình lại đăng kênh YouTube Ca Nhạc Ca Cổ Miền Dương để lưu lại là một món quà tri ân gửi tặng toàn thể quý vị khán giả xa gần cũng như quý cô chú anh chị tham gia chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Trọng Nghĩa ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu chân nghề hát với nhau ngày hôm nay, Quỳnh Minh Linh xin được gửi tặng đến toàn thể quý vị một sáng tác của soạn giả Thế Châu, lớp chế đoạn trong giới tuồng Cá Lương được mang tên Chuyện Tình An Lộc Sơn. Xin mời vị cùng thưởng thức. Thái Chân ơi, ta từ lệnh đã mang quả lễ chi về cho nàng đây. Thái Chân, hoàng sa người chung dập dồn gió câu, không dừng chân núi dung miệt mài. Dù nhọc nhằn mơ tuôn sướng ơi, không mang chân về ai. Đường về Dương An lòng nôn nao dâng tặng Thái Chân, qua lễ chi trái ngon đấng linh ngài đêm nhớ đến người thương. Thái Chân ơi, vừa biết được Thái Chân ơi thích qua lễ chi thần xin đem chút tài ký má rời khỏi Trường An, thương nhớ trên lưng ngựa tay nâng niu giữ vẹn hoa tươi hồng. Lòng mong nâng đi nhìn thấy Dương Phi căn hoa thơm nồng, thở khói như mây long câu trổ tài thiên lý. Tại người nắm lòng hay ngựa nàng chân bông, đây tâm tình của mang thương An Lộc Sơn, cuồng nhiệt quá thành dung về khờ dài. Lo cháy mất ngon còn hơn mất ai, tài năng y quả lợi chi như yêu quý bản thân mình. Quà lễ chi cháy ngò thơm linh nam, gió ngơ trắng trùng chân bước phi. Mời dân nương nương với bao ước nguyện chân thành, lòng đã không mang nỗi nhọc nhằn gian khó. Chính mình không may số phận, dù bên nhau trong tất cả. Thái Chân ơi, đường minh hoàng giữ được nàng là nhờ ngồi trên ngôi cao tuyệt đỉnh. Còn ta sẽ chiếm lại nàng bằng quỷ vũ của con tim. An Lộc Sơn này thề, dẫu cho trời đất ngã nghiêng, hay sức mạnh sẽ làm phóng ba bão tô. Ta phải giành lại Thái Chân người ta yêu,
gom cả gian san về đặt với trần nàng. Đó là tấm tình của mang con An Lộc Sơn, yêu dương tới chân không một ai có quyền thay đổi. Trời đất hôm nay bỗng dân màu tan tóc, ta không cho nàng hãy đang không cho ta. Người đành lòng quên bỏ ta rồi, sao bao nhiêu ngày nhớ thương âm thầm dần quyết tìm nhau. Lòng này càng yêu hận thù càng sâu, gì đâu chia cách ta quyết không để nàng xa ta thiên thu. Gương dấu thay bao nhiêu hận quán, do tên Minh Hoàng vẽ chia duyên tình đau đớn lòng ta. Tình đầu ngày xưa lòng chưa quên lãng, nhưng lứa đôi này còn đâu. Nếu có được hai vàng ta không mất thay trần, thì Trường An sẽ chìm trong máu lửa. Trường An ơi chờ hả, tiếng binh hùng ta cứu dạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị nhiều.